một câu chuyện có thật trong lịch sử y học xứ Kim Chi. Từ một thân phận thấp hèn. Đã sao? Hãy xem mẹ ruột của hắn như thế nào kìa. Cô nương đã bảo không cần mặt. Với nghị lực và niềm đam mê, ta cũng muốn học y thuật của đại phu. Tiểu nhân muốn đến đây để học y thuật. Vượt qua những âm mưu đen tối và sự đố kỵ, danh y nổi tiếng thời Joseon. Đón xem những thước phim giã sử đầy kịch tính Thần y Hojun vào hồi 12 giờ từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần trên kênh Style TV.